mà nhà nào cũng thường mắc phải, bạn cần phải bỏ ngay. Thưa quý vị và các bạn, nấu nướng tại nhà là cách tốt nhất để giúp bạn kiểm soát được những thực phẩm nạp vào cơ thể, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, có những thói quen vô tình khi nấu nướng tưởng là đúng nhưng thực tế lại cực nguy hiểm cho sức khỏe của những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Hãy cùng với Phạm Gia Nutrition sẽ cùng điểm qua những sai lầm chết người khi nấu nướng mà mọi người thường mắc phải để thay đổi ngay, giúp đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Sai lầm thứ nhất đó chính là dùng chung một chiếc thớt để thái thực phẩm sống và thực phẩm ăn chín. Nhiều gia đình không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù là rau củ quả, thái thịt sống hay đồ ăn chiên đều chỉ dùng chung một chiếc thớt. Tuy nhiên, làm vậy sẽ dễ bị lây nhiễm chéo, trứng, ký sinh trùng và vi khuẩn. Ngay cả khi thớt đã được rửa kỹ trước khi sử dụng, thì cũng không thể đảm bảo được rằng sẽ không có mầm bệnh. Ngoài ra, những vết dao trên thớt cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Vì thế, nếu thói quen này không được thay đổi sẽ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Hãy cố gắng chuẩn bị 3 chiếc thớt trong gia đình của mình để lần lượt xử lý các loại rau củ, thịt sống và đồ chín. Bên cạnh đó thì cũng cần vệ sinh và khử trùng thớt thường xuyên. Hãy rửa sạch bằng giấm trắng rồi đem ra phơi nắng cho khô. Cố gắng thay thớt 6 tháng một lần. Nếu phát hiện thớt bị mốc thì nên vứt bỏ kịp thời vì chất aflatoxin chứa trong đó có thể gây ung thư. Sai lầm thứ hai đó chính là sử dụng tùy tiện các loại nồi. Nhiều người dù luộc, hầm hay rán thì lại sử dụng chung một chiếc nồi. Cách làm này thì không chỉ khiến hương vị món ăn kém mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ, nếu bạn dùng một chiếc nồi sắt để nấu canh, màu của món canh này sẽ chuyển sang màu đen. Ngoài ra, dùng lâu còn khiến cho nồi dễ bị rỉ sét. Chảo nhôm không nên dùng để nấu các món ăn có chứa axit, nếu không sẽ giải phóng một lượng lớn ion nhôm, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Cũng có những loại nồi chống dính không thể dùng để chiên thực phẩm ở nhiệt độ cao, nếu không lớp phủ của chảo chống dính sẽ bị hỏng. Chảo sắt tốt nhất nên dùng để xào, không nên sử dụng để nấu các món súp. Nồi inox cũng nên dùng để xào, không nên hầm lâu. Chảo chống dính thích hợp để chiên, rán ở nhiệt độ thấp. Niêu đất thích hợp để hầm cháo và nấu súp kho lâu. Sai lầm thứ ba đó chính là thực phẩm chưa để ráo nước đã cho vào nồi nấu. Sau khi rửa, trên bề mặt thực phẩm chứa nhiều nước, nếu cho ngay vào chảo dầu nóng sẽ nhanh chóng bốc hơi và tạo ra một số lượng lớn các hạt mịn. Khi phổi hít phải các hạt mịn này sẽ có hạt gây tăng nguy cơ ung thư phổi. Do đó, các nguyên liệu phải làm ráo nước trước khi cho vào nồi. Cách làm này không chỉ giúp ngăn dầu bắn ra ngoài gây bỏng mà còn làm giảm sự hình thành của các hạt mịn. Sai lầm thứ tư, rửa rau sau khi thái nhỏ. Nhiều người có thói quen thái rau xong rồi mới rửa, thậm chí rửa nhiều lần. Tuy nhiên, cách làm này có vẻ sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh nhưng sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng. Ví dụ, vitamin C khi tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa, từ đó làm giảm hàm lượng. Trong quá trình rửa rau, một số vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước sẽ bị mất đi. Vì thế, nên rửa rau sạch để ráo nước rồi hãy thái nhỏ. Để ngăn chặn quá trình oxy hóa các chất dinh dưỡng và rau sau khi thái nhỏ cần được nấu chín ngay lập tức. Sai lầm thứ năm, không quan tâm đến cách sử dụng dầu ăn. Không phải tất cả các loại dầu ăn đều giống nhau. Một số rất thích hợp để chiên và áp chảo, trong khi những loại khác có mùi vị ôi thiêu nếu dùng ở nhiệt độ cao. Dầu ô liu nguyên chất có màu sẫm hơn, hương vị đậm đà hơn và rất lý tưởng để chế biến nước sốt và áp chảo ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, có thể gây hại nếu sử dụng ở nhiệt độ cao hơn 191 độ C. Dầu thực vật, chẳng hạn như dầu hướng dương, thích hợp nhất để chiên, quay và nướng. Dầu ngô mềm hơn và được sử dụng để nướng, rang và chiên giòn. Dầu hạt cải có nguồn gốc từ cây hạt cải dầu và có thể được sử dụng để nướng và xào. Sai lầm thứ 6, luộc trứng quá kỹ. Bạn đã từng nhìn kỹ phần nằm giữa lòng trắng và lòng đỏ trứng có màu xám, ăn có vị hăng như mùi cao su. Lý do đó là khi chất dinh dưỡng trong trứng đã bị mất đi khá nhiều vì bạn luộc quả trứng quá kỹ. Cách luộc trứng chuẩn nhất là ngay sau khi nước sôi thì tắt bếp. Ngâm trứng trong nồi khoảng 10 phút, vớt ra trần qua nước lạnh rồi bóc vỏ. Sai lầm thứ 7, đun dầu ăn quá nóng. Thông thường thì mọi người thường chờ dầu thật nóng rồi mới cho đồ ăn vào.
Thao tác này mang tính phản khoa học bởi khi đun dầu quá nóng, các phân tử trong đó bắt đầu bị phá vỡ, phá hủy chất chống oxy hóa có lợi của dầu và hình thành các hợp chất có hại. Hãy thay đổi thói quen này bằng cách làm nắng dầu vừa phải trước khi nấu nướng thực phẩm. Sai lầm thứ 8, cắt thịt ngay khi luộc xong. Nhiều người có thói quen cắt thái thịt ngay sau khi nấu xong, điều này vô tình sẽ làm mất đi một lượng dinh dưỡng đáng kể có trong thịt. Bởi vì khi cắt nó quá sớm, phần nước bên trong sẽ tràn ra ngoài mà không kịp ngậm kỹ. Bí quyết để giữ được chất dinh dưỡng của thịt, đó là sau khi nấu xong, hãy để miếng thịt nguội từ 10 đến 15 phút rồi hãy cắt nhỏ. Sai lầm thứ 9, nấu thịt khi chưa giã đông. Trước khi nấu, bạn nên đem thịt đi giã đông. Bằng cách này thì không những thời gian nấu thịt được rút ngắn, mà món thịt của bạn khi nấu sẽ thấm gia vị và thơm ngon hơn. Nấu thịt khi chưa giã đông hoàn toàn chẳng những khiến thịt bị chín ép, mà còn mất đi đáng kể lượng dinh dưỡng do thời gian nấu kéo dài, và đồng thời khiến cho hương vị thịt bị ảnh hưởng đáng kể, không còn thơm ngon nữa. Đây là những sai lầm đa phần mọi người đều mắc phải trong quá trình nấu nướng. Để bảo đảm sức khỏe cho cả nhà, bạn hãy sửa ngay để tránh rước bệnh vào người. Trên đây là những nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị và các bạn. Quý vị hãy cùng tham khảo và thực hiện ngay tại gia đình của mình để giúp quý vị và những người thân yêu trong gia đình có được những bữa ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Nếu các bạn thấy thông tin bổ ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký subscribe kênh Phạm Gia Nutrition.